Hello, chào mừng các bạn trở lại với channel Văn Tùng và đến với một video clip Văn Tùng tiếp tục làm về các game đấu tại máy chủ sân vận động Hàn Quốc. Và nhân vật ngày hôm nay mà chúng ta sẽ theo dõi sẽ là Zeus với con bài Irelia, một trong số những tướng thủ của Zeus tại xếp hạng đơn. Và để xem là Zeus với Irelia thì xử lý kèo đấu với Vladimir như nào anh em nhé. Let's go. Ok, đây sẽ là kèo đấu với Vladimir khu vực đứng trên và những gì mà Zeus mang theo toàn là ngọc tấn công đấy các bạn ơi. 10% tốc độ đánh, sát thương thêm và kháng phép, chinh phục, đắc thắng chứ không phải hiện diện nha. Huyền thoại tốc đánh và chốt chặn cuối cùng, bảng phụ chúng ta sẽ có giày cộng với bánh. Khởi đầu là kiếm Doran cộng với một bình máu, đây là một cái khởi đầu cho phép Irelia có nhiều sát thương nhất rồi. Tôi không nghĩ là có cái bảng nào cho con Irelia nhiều sát thương hơn và khả năng đi lane mạnh hơn. Bên phía bên kia thì Vladimir quyết định mang theo cho mình một cái phòng ngự rất ám cộng với hai bình thuốc từ cái bình tái sử dụng này, và tôi nghĩ rằng đây sẽ là một con Vladimir có thể sẽ không qua nổi dạng landing được. Irelia 4 stack nó vẫn thực sự rất là mạnh. Và Vladimir thì là chất tướng đi đường tương đối yếu, nó sẽ là con cố gắng farm thủ hòa trụ lane đầu trận mà thôi. Chúng ta có thêm một con ngộ không 12.8 của Zuhan. Hoàn toàn không có tốc đánh đến từ bảng ngọc phụ của ngộ không này anh em này. Cái E nó đã cộng rất là nhiều tốc đánh rồi nhá. Thế nên mang thêm đam để ăn rừng cho nó nhanh. Vòng rừng đến từ ngõ không của Zuhan thì ăn từ dưới lên cũng từ trên xuống cũng dễ hiểu thôi. Vì ăn từ dưới lên gặp con Vladimir này kiểu gì mất cua. Con Vladimir đi top như này nó dễ mất cua lắm anh em ạ. Nên ngõ không ăn từ trên xuống đảm bảo đánh trái cánh, tránh va chạm với Lee Sin sớm. Còn Lee Sin ăn từ dưới lên với việc cover cho Irelia trong việc đè lên, cấp 1 chưa nâng kỹ năng nha. Thường thì sẽ nâng Q để lấy 4 stack thôi. Đang chờ ba lính nó cùng lâu máu đâm 3 stack, sau đó thì đâm stack thứ tư vào Vladimir đánh từ nhà án trường nó có thể win nhá. Thậm chí là một stack đã đánh ạ, không. Dính một Q rồi. Giữ hai stack lại này. 3 stack. 4 stack. Rồi, nhìn 4 stack là thấy hơi. 4 stack đánh tay luôn anh em ạ, đâm Q và lính đánh tay luôn này. Quyết định giật về khi đợt lính tiếp theo đã xuất hiện rồi, nhưng mà quay lính lên 2 anh em ơi. Quay lính lên 2 với 4 stack liệu rằng có một tình huống Onin làm choáng hay không? Vladimir cấp 2 chưa nâng kỹ năng. Nâng cái gì thì tôi chưa biết, nhưng mà nếu mà nâng E thì sẽ hơi nguy hiểm, dính E của con Irelia là kiểu gì cũng chết. Gửi anh Lon Monster vị dâu nha. Cảm ơn em nhé, thank you em nhiều nhé. Chúng ta xem lại tình huống đường dưới đánh nhau 2-2 như thế nào đấy ạ. Đó là một tình huống tốc biến làm choáng cấp độ 1. Vãi nổi ở cấp 1, bộ đôi Pantheon cộng với Kai'Sa khỏe thế nhờ. Tôi thấy có Pantheon nó được chỉnh sửa và tí chết đấy ạ. Cơn mưa Kai'Sa chưa hồi kịp nhiều khi cũng mù. Thực sự luôn đó, cặp đôi Pantheon hoặc là Pantheon Senna anh em ạ. Con Pantheon đi bot giờ đang khá khỏe. Còn 4 stack đã ép được cái E rồi. 4 stack nâng E và Vladimir ngay lập tức mất W ạ. Cấp 2 phải nâng W thôi anh em. Cấp 2 nâng E nó phiêu lắm. Dính E con Irelia 4 stack thì chỉ có mù. Nhưng mà rớt mất hết stack rồi. Pha làm choáng trước đó khiến cho rớt không còn mục tiêu để có thể tích stack nội tại. Nhưng mà quay trở lại với kèo này thì vẫn đang có thể xử lý được. Với thế đẩy đường trên cơ hơn. Và nhìn về chỉ số farm các bạn thấy là rất chưa farm trượt bất kỳ một CS nào cả ở ba đường lính đầu tiên. Ba stack kêu Lee Sin lên này. Vladimir còn đứt nhá. Chắc chắn nó sẽ còn đứt, nhưng mà nếu mà rớt lấy được đứt trước hơi khó. Nó phun nộ chấp nhận mất một CS để tránh việc đối phương quy nộ vào người rồi đặt làm choáng ra. Né làm choáng rất ảo đến từ Vladimir. Nhưng vẫn là một tình huống trao đổi khá lỗ đến từ Vladimir, kể cả đó là một tiếng W đổi W đi chăng nữa thì Lee Sin vào vét cái mạng này là dễ anh em ạ. Bấm bình lên, bấm bánh lên, đẩy quy vào và đó là một tiếng băng trụ như sách giáo khoa cho bạn xem nhá. Tiếng băng trụ này thì khó fail lắm. Ê, fail. QE đều, QE mất rồi. Khó fail lắm. Rất khó fail, bởi vì rực fail rồi. Oh my god. Tình huống băng trụ đấy nó bị fail rất nhiều thứ ấy nha. Đầu tiên là cái tình huống đông QE không chết lính, sau đó thì pha làm choáng dứt điểm, sau đó thì flash ngược trở ra vẫn ăn đam trụ. Thế pha đó không phải flash đâu anh em. Thế nên tính ra phải sách giáo khoa là không cần phải flash, hoặc là flash sớm hơn trước khi ăn đam trụ nhá. Vẫn còn được 10 máu đi ra. Vladimir chết ở một người lính bị băng trụ và khó tránh lắm anh em ạ. Vòng rừng Lee Sin ăn từ dưới lên xong Irelia đánh như thế thì kiểu gì nó vào cái quay băng trụ thôi à. Kiểu gì nó ra cái quay băng trụ thì xử lý dưới trụ không có đứt thì khó lắm. Cũng không flash đi đâu được cả, flash đi đâu thì con Lee Sin nó follow theo nó giết rồi à. Nhưng mà băng trụ một lần như thế này thì chưa đủ nhá. Cái kèo này cần phải làm nhiều hơn nữa. Cần phải snowball từ đây này các bạn. Lợi thế có rồi nhưng mà snowball như thế nào đây ạ? Đứng gìn giữ ở đây đâm quy về hồi máu, tầm này có huyết trượng thì con Vla nó cấu rỉa nó không ăn thua. Thế là bị cấu rỉa một vài đòn nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái kèo đấu đường trên này, chỉ là mất được một cái flat nó hơi oan tình huống trước thôi. Đó là cách thiết lập băng trụ anh em nhé, làm choáng trượt như đâm quy và đánh tay 4 stack thì không thua được, không thể nào thua được.
gồng cái W che đam, nhà W vào nữa. Trời ơi, cả hai con đều có hồi phục nhưng mà con Vladimir thì nó sẽ khó chơi hơn Irelia thời điểm này rất là nhiều. Đứng dưới chúng ta sẽ xem tình huống làm choáng chung đến từ Pantheon và sau đó sát thương nó như thế nào đấy ạ. Trời ơi, hộ thể và sóng ngâm. Không cần sóng ngâm anh em ạ. Sóng ngâm chúng là Lucian ạ. Lucian về được, mất tầm nửa cây máu. Pantheon khỏe thật anh em ạ. Pantheon Kai'Sa đây là bộ đôi các bạn có thể dùng đấy nhá. Lại 4 stack của lính này. Làm choáng đánh tay này. Flash chạy luôn đấy ạ. Trời ơi, rén anh em ơi. Kèo này đánh khó thua lắm. Chỉ là bạn đi con Vla được bao nhiêu đầu trận thôi. Ngộ không của Zuhan đang có định lên khu đứng trên. Rớt chỉ cấp độ 5. Cấp độ 5 chưa đủ để cân 2 nhưng cấp 6 thì cân 2 được. Cấp 5 thì để xem là liệu rằng có về đấy không đấy ạ. Một pha làm choáng hai người có thể giải quyết vấn đề không? Làm choáng một mình Zuhan thôi. Zuhan đứt ra, sát thương không đủ. Không cân 2 được anh em nhé. Nhưng mà đi bộ về thì được. Bên kia căn bản là bộ đôi ngộ không với cả Vladimir trước cấp 6 thì nó cũng không có nhiều áp lực lắm. Và bây giờ cái huyết trượng nó hút máu lại cho bạn nhìn nhá. À, Vla đang có nộ, né nó ra một chút. Ngộ không băng trụ rồi, ngộ không kêu gọi một tiếng băng trụ. Rớt trả e trượt đánh tay, đâm quy hồi máu, W lên. Đâm quy đứt vào lính anh em ạ, hút máu kìa. Trời ơi, lại đâm quy và hút máu tiếp hay như nào đấy ạ. Đâm quy dứt điểm level 6, đâm quy vào chiêu cuối dứt điểm luôn cả ngộ không của Zuhan. Jesus Christ. Cấp 6 thì cần hai đứa anh em ạ. Đứng giữa rác băng vào combo level 6 có luôn này, sát thương liệu rằng có đủ hay không đây. Nó chưa đủ, Gory bị lên bảng sau một tiếng W đến từ rác. Rác one charm combo các bạn nhìn có thấy mát chưa ạ. Ở đường dưới chúng ta có tiếng 2v2 thua đến từ team của Zeus. Xem tình huống 2-2 này sẽ là như thế nào đấy ạ. Chắc là Reta Glass đã outplay được cái đúp rồi. Nó có thể quy giật cái W của Pantheon của chúng ta. Không, bị giật vào trụ ạ. Giật vào trụ mà trụ không bắn nhưng mà vẫn đủ đam, có cứu cánh. Sammy vẫn có thể đổi mạng đấy mà không được rồi. Không có sai anh em, mất sai. Một đổi một không tệ. Còn tình huống đường trên xử lý như vừa rồi là mắc ping rồi. Cái W nó thay vì đứt vào con Vladimir thì đứt vào lính để mà đâm quy anh em. Một cái huyết trượng và một cái Doran. Một huyết trượng, một Doran và hút máu lại là 8%. Nice em. Hút ác luôn anh em ạ. Rắc tay này lại còn rớt, chắc đi bộ lên thôi. 3-0. Về mua thêm một cái cool ở đây nữa. Một cái lưỡi liềm cộng với hai mảnh của suy vong. Kèo này như tôi đã bảo không thua được. Chỉ là xuất sắc đến đâu để mà đi con Vladimir bao nhiêu set thôi. Đánh đây thì game nó phải hơi no hope rồi. Vấn đề gặp phải của Irelia đó là vấn đề năng lượng. Nếu như bạn nào spam quy quá nhiều để hồi phục từ lính. Nhưng mà còn bánh này anh em. Không cần hiện diện nhá. Nó có phải là con không spam mana nhiều tới mức cần hiện diện đâu. Trở lại khu đứng trên quê lính khá xấu cho Vladimir. Mặc dù Irelia không có chu cuối nhưng mà Vladimir đứng như thế này cũng hơi phiêu. Làm choáng tốt, đâm quy vào chơi luôn ạ. 2 stack cũng chơi, 4 stack luôn này. Hút lại full cây này anh em. Vlad trích quy bao nhiêu cho nó đủ đấy ạ. Hiện tại vẫn còn quy nha, vẫn đang giữ 5 con lính lại, đóng băng lại. Vladimir kêu Zuhan lên cân 2 tiếp cho mà xem. Lee Sin level 5 của Zenith. Pha làm choáng rất ảo và Vladimir cũng đã phản xạ khá nhanh để có thể... Đây là một cái trick để làm choáng với Irelia, nhìn nó khó hơn trong lúc đâm quy để bạn có thể đặt E trước. Bạn có thể E1, E2 trong lúc đâm quy các bạn. Nhìn nó rất là khó nha. Bạn nhìn này. Đó. Đâm quy vào lính trên đường lướt quy thì các bạn nhả E1, E2 ra nhìn rất là khó. Nhưng Vladimir có phải biết chơi nên là né thành công cái E đấy rồi. Đếm cooldown một chút, 18 giây cho cái E và 28 giây cho cái đứt. Đó. Sẽ có 10 giây trên cơ. 10 giây trên cơ anh em ạ. Khi mà E hồi lại thì bước lên trên đầu trên cổ Vladimir luôn này. Có E rồi này. Vlad chưa có đứt đâu anh em. 10 giây chênh lệch nó là quá dài đi. Hit XP sống qua ngày là có thật. Kèo nó hốp rồi. Zac chỉ lên ăn bầm cho đi về lại đường giữa thôi. Đừng để Azir nó đẩy nó đi thôi. Còn Lee Sin thì sao? Lee Sin chọn đường dưới để gank trong một tình huống cả hai xạ thủ đều đang khá là lâu máu. Còn con ngộ không level 5 tôi nghĩ là không nên lên. Tầm này lên thì cũng chỉ cần 2 thôi. Lên chỉ làm highlight cho rớt thôi. Lee Sin chủ động lộ diện luôn, cú nộ long cước. Vô ảnh cước vào từ Lee Sin sát thương đủ. Cứu cánh nhưng mà Lucian không với được vào một đòn quá đen. Kai'Sa băng vào với tốc đến dứt điểm với đòn đánh nội tại nhưng chắc là không ra nổi. Executed đến từ Kai'Sa. Không có ai có mạng bên phía team 2 cả. Quá đen. Lại gồng W chúng. Lần này gồng W của Vladimir làm choáng đã bị né rồi. W vẫn còn đến từ Vladimir và hút máu vẫn còn luôn. Rớt không có giảm hồi phục nha. Nhưng vẫn đang là 4 stack. 4 stack này không băng trụ được anh em ạ. Cú trên đã có dành cho Zuhan, sau đó thì lên top gank hay không đấy ạ. Có muốn lên gank hay không bởi vì kèo này tôi thấy nó vẫn hơi phiêu nếu mà lên gank ấy. Nhưng ngộ không này nó mỏng quá.
Zac lại băng và như đó là phân chia thiên hạ đẩy đối phương về trụ không bắn trong tình huống này. Rheta Glass đang di chuyển ra nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không bắt được con Zac nữa. Zac khá trâu. Zac di chuyển ra trách sứ giả một chút sau đó giật về và Vladimir đang chặn đầu Zac trong tình huống này. Chiêu cuối còn đến từ Vladimir. Ngộ Không đang giao tranh cùng với Lee Sin và nỗ lông cước không còn và Lee Sin đang bị tấn công liên tục sát thương khá nhiều đến từ hai lần lốc xoáy của Ngộ Không. Sóng âm vội cước vào con bùa xanh để rút lui nhưng đó là pha băng vào đến từ Gori sát thương đã đủ rồi. Zac tung này này này. Còn cứu cánh và Zuhan liệu rằng có giết được ai để mà kích hoạt nội tại cứu cánh hay không, này không kích hoạt được. Bên phía bên kia rất tung chiêu cuối xịt. Một tiếng bàn tay co giãn đến từ Zac nắm bùa xanh lại và sau đó thì mất nội tại rồi. Rớt còn gì để chơi nữa không, này rớt còn quy. Rớt liệu rằng ăn được bùa xanh không, rớt ơi. Rớt quyết định bỏ nội tại của Zac. Zac đang bị xỉa liên tục tỉnh dậy không kịp và đó là ba mạng cho team 2. Tính tổng thì là Lee Sin cộng với Zac chết thôi. Pantheon thì vẫn chạy được và rớt thì cũng không có hỗ trợ được gì nhiều trong tình huống vừa rồi cả. Liệu rằng có tiếng tốc biến xuống chơi lớn không? Tốc biến xuống chơi khá lớn đến từ rất đâm quy và đánh tay nhán trường. Đâm quy và đánh tay nhán trường anh em ơi. Cứu! Hồi quy là chết rồi anh em ạ. Có ai có thể cứu ạ? Lee Sin đang cân 2 bên phía bên kia. Zenith đang cân 2. Zerg vẫn đang đi theo và tốc biến đã hồi kịp đến từ Vladimir rồi. Lee Sin cùng với Pantheon đã hạ gục thành công được Azir như sóng âm hơi với tầm. Như vậy là Zerg trong khoảng thời gian tốc biến hồi sớm hơn so với Vladimir thì đã không có khả năng Odin chết được con Vladimir phía bên kia. Vlad vẫn chạy được anh em nhé. Ai à? Kai'Sa bị bắt lại trong một tình huống đứng lên hơi cao và đó là pha dình khá tốt đến từ Sam đi với kiệt sức. Dòng nguyên tố đầu tiên cũng đã sẵn sàng và tranh tiền đã là khá lớn rồi. Kèo top này thì Zerg vẫn đang có một lợi thế cực kỳ khủng khiếp, đang cầm 1400 ạ. Về đóng suy vong đi lên thì đúng là kèo này hơi no hope. 40 CS chênh lệch. Một lớp giáp trụ cộng thêm. Dịch chuyển trở lại khu đứng trên, sứ giả đầu tiên vẫn còn nhá, dòng đầu thì mất rồi. Chưa có giảm hồi máu, đâm quy và đánh tay với 2 stack ạ. 3 stack, làm choáng. Né tốt đến từ Vladimir nhưng hồi quy là chết không? Không hồi quy kịp đến từ Zerg. Nhưng mà con Vladimir sau một tiếng chây đam như thế thì đúng là đi về thật rồi anh em ạ. Chây đam cái kiểu gì một bên mất 80% máu, một bên mất con tầm 10%. Chịu. Cái xì vòng này lỗi thật đấy. Vẫn đang có ý định đứng lại khi phía sau đang là Azir cộng với cả vị trí của Rheta Glass. Nỗ lòng cước sóng âm sát tường bị giật ngược ra vô hình cước trừng phạt đỏ đánh tay. Có cứu cánh liệu rằng Vladimir có gỡ được mãi không? Để câu trả lời là không. Vẫn đang đánh tay kích suy vong được rồi, làm chậm đối phương. Azir Gori đang di chuyển lên với phân chia thiên hạ sẵn sàng nhưng tốc biến thì không. Và có vẻ như sẽ hơi khó bắt ai đó. Zerg vẫn đang đâm vào đánh tay liên tục với gươm suy vong gồng W lên. Bị giật về và đó là những cú xỉa không đủ sát thương đến từ Gori. Sóng âm trúng Lee Sin không dám vào. Pha làm choáng tốt đến từ Zerg. Pha làm choáng khá hào và đã dứt điểm thành công đối phương rồi. Phân chia thiên hạ để rớt về nhưng sát thương từ trụ là chưa đủ. Đứng dưới cũng đang có một tiếng giao tranh nhỏ diễn ra và tôi thấy rằng Lucian trước đó đã chết. Bị băng trụ chết bởi vô đơn Pantheon cầm hai bùa cộng với Kai'Sa. Pantheon vào tanh trước sát thương sốc kiểu bùa. Sau đó thì ngộ không của Zuhan quyết định băng ra và có một cú chiêu cuối dứt điểm được một người. Là một đổi một khung đứng dưới thôi các bạn ơi. Còn đứng trên tình huống đâm quy làm choáng đến từ rớt là quá ảo. Gori né không nổi. Đẩy cái R về thì không gỡ được mạng. Nát cái top rồi anh em ạ. Nát cái top luôn rồi. Cái top này nát là do Vladimir thôi, không lo gió gì hết á. Nó chất tướng thôi các bạn. Chất tướng bị xử lý dưới trụ như này thì chịu rồi. Còn sau đó tôi không hiểu tại sao Kai'Sa lại đủ đam giết Ngộ Không nữa. Ảo. Ngộ Không còn hai bùa mà Zuhan. Rồi sao chết. Đam giác thế. Uầy, Kai'Sa nhiều đam nhờ. Lại hút máu, lại đâm quy hút máu ạ. Ôi, mất quy rồi, dính chiêu cuối Rheta Glass chắc là đi đây rồi. Tôi nghĩ hơi sớm để nó đi nhưng mà đâm quy làm choáng chuyện đâm quy hay là thôi, hết mana rồi. Hết mana thì tôi đánh tay vậy. Vẫn ăn đôi mạng trước khi bị shut down với mạng tính tiền dành cho hỗ trợ đối phương ạ. Đến đây thì đúng là mất kiểm soát rồi. Con Irelia này có sẽ có hai khâu các bạn nhé. Một khâu là khâu đi đường thì nó mạnh thật. Cái huyết trượng hoặc là cái suy vong này nó cho nó một cái khả năng hồi phục quá là khủng khiếp. Nhưng mà nhiều người chơi Irelia chỉ xử lý được đến dạng đi đường như này thôi anh em ạ. Còn cái khâu di chuyển giữa game và giao tranh như thế nào, bởi vì nó không phải là con tướng quá mạnh về giao tranh. Thì để xem Zerg sẽ xử lý con này như thế nào. Bởi vì tôi chứng kiến nhiều Irelia rồi. Đầu game đi đường rất áp lực. Làm choáng các thứ đâm quy các kiểu. Một hồi chạy vòng vòng phít không à? Để xem Zerg xử lý như nào nhé. Giữa game phít xong thu ngược nhiều lắm.
Vì căn bản nó là con có tầm hoạt động không phải là quá dài. Thường thì nó sẽ phải cần chiêu cuối cộng với tốc biến để mà tạo áp được giao tranh. Pha nào không không có tốc biến thì nó cứ đần đần đấy. Căn bản nó là chất tướng đấu sĩ là như vậy anh em ạ. Con đấu sĩ nào thì nó cũng chịu chung cái tình cảnh như vậy thôi. Các đấu sĩ nhanh nhẹn thì nó mỏng hơn so với các đấu sĩ chống chịu. Ui, Lucian flat luôn kìa. Bị giật ngược trở lại trong trụ và lên bảng đếm số là cái chắc rồi. Mạng dành cho vị trí của Retaclast. Pha tấn công đến từ bộ đôi đứng dưới cộng với đi rừng bên phía team rớt đã gặp một vài những biến cố và mất mạng. Trong khi đó thì đó là pha sóng âm vội cước và dồn sát thương chung với lại Kai'Sa. Sát thương chưa đủ, nó đã đủ với hai đòn đánh tay kế theo đó đến từ vị trí của Kai'Sa đứng trên, và đó là pha làm choáng chuẩn xác, đâm vào lấy đi khoảng chừng 90% máu đối phương, sau đâm ra và hút máu lại nhờ những đòn đánh tay cộng với quy đến từ Irelia của Zeus. Cuối cùng thì Lee Sin đứng dưới lại chết. Cuối cùng thì Lee Sin lại là người lên bảng đếm số, mà tôi nghĩ rằng người lên bảng lại là nên là Lucian cộng với lại Retaglass thì tốt hơn. Đam kìa, đam kìa, bật cứu cánh quay người trở lại chơi luôn. Đó cú chụp với hai người đến từ vị trí của Retaglass, chiêu cuối vào đến từ vị trí của Kai'Sa, nhưng sát thương đến từ Lucian là quá nhiều cho tình vừa rồi. Đôi mạng đứng dưới đã có dành cho các thành viên phía team 2. Một vài những tia hy vọng le lói trở lại. Lucian mới có mạng đầu tiên reset tiền mà thôi. Cánh trên thì con Vladimir nhìn con Irelia tranh 3 cấp độ này đúng là có một sự bất lực không hề nhẹ, và hút máu lại kìa các bạn ơi. Trời ơi, lỗi thật đấy. Hút máu ác anh em ạ. Băng trụ xong ra hút máu lại full cây, đẩy trụ 2 ăn luôn trụ 2 sau 14 phút. 14 phút ăn 5 rớt trụ đường trên cộng với cả 600 tiền từ trụ 2 anh em ạ. Đúng là chơi game mình ấy. Nhưng mà đây đi đường thôi, xử lý giữa game xem xử lý như thế nào nào. 135 CS sau 14 phút ăn hai trụ top. Cây đây là 611. Cầm trên người đó là 8.600 tiền. Được cụ thể hóa bằng 3 món đồ lớn. Giày 2 cộng với hai trang bị có thần thoại, có huyền thoại luôn. 8.600, bên kia là 3.500. Vãi nổi tranh 5.000 tiền ạ. Cái gì đấy? Con Vladimir sao có 3.500, nghèo hơn cả mấy support nữa. Support giờ nó 5.000 rồi ông ơi. Như một con rip anh em ạ, 3.500 tiền bây giờ tôi mới để ý đấy ạ. Ủa ôi. Đang có đánh nhau thì phải, đó là tiếng lướt e đến từ Lucian để chặn đường hạt thông nổ đối phương. Hết hạt thông nổ bị kéo ngược trở lại và lên bảng, Sam đi có mạng. Sau đó là tiếng tốc biến R-Flat nhưng đối phương tốc biến outplay. Có cứu cánh nhưng rất vẫn quá khỏe đi. Rất không W lên, rất tìm kiếm một cơ hội đâm quy vào người của Retaglass. Cánh còn lại tôi thấy Lee Sin sóng âm vừa cước vào bị đẩy ngược ra bởi phân chia thiên hạ bởi Gory, và sau đó thì sóng âm nếu trúng có mạng. Rất tiếc là Gory đã flat né được. Bây giờ thì rất đang có định ăn trụ hút máu lại từ lính các bạn ơi. Đợt lính khá lớn, còn 6 con hút máu lại gần như là full cây. Pha băng lên đến từ vị trí của Zuhan với cú hất tung ạ. Pha băng vào làm choáng tốt đến từ rất đâm quy vào, có cứu cánh, hết cứu cánh lên bảng rất nhanh. Rớt lên bảng theo rác đang tung này để gây nhiễu loạn đối phương, nhưng rút lui có được hay không đấy ạ? Bị đốt bởi mặt nạ của Gory, bị nhả phân thân ra, bị chim mồi và gõ chùy là chết. Mất nội tại luôn rồi. Không có tốc biến các bạn thấy không ạ? Pha không, pha trước là R và đối phương flat outplay, và pha sau thì tốc biến thì cũng khá là khó để có thể vào đội hình đối phương. Các thấy cái độ khó chơi của Irelia chưa? Nó là con đi đường mạnh, nó là con solo 1-1 cũng mạnh, nhưng vào giao tranh không phải lúc nào nó cũng mạnh nhá. Vào giao tranh nó là một con tướng dễ bị counter. Nó có thể bị counter bằng kiệt sức, nó có thể bị counter bằng CC. Và căn bản này nó cũng khá mỏng. Cầm 6 mạng xuống dưới bot, ăn được một mạng sau đó bị shut down rồi đấy ạ. Nhưng mà team khỏe quá, team con Kai'Sa khỏe quá anh em. Lan Mei Haoshi. Có ai biết tên anh chàng này là tuyển thủ chuyên nghiệp nào bên Trung Quốc không ạ? Ồ, chiêu cuối được dùng đến từ Retaclass. Pantheon né được chiêu cuối đối phương, dựng E lên đi bộ về mà thôi. Bây giờ đi đẩy lẻ anh em ạ. Bây giờ sách 10.000 tiền đi đẩy lẻ này. Đã kích được nội tại đến từ lưỡi hái rồi. 162 CS. Quyết định làm gì với 1.000 tiền đấy ạ. Đang cầm một cái dìu nhanh nhẹn, chắc là hướng tới đao tím. Bên kia có hai nguồn sát thương phép khá lớn đến từ Irelia. À nhầm, đến từ Vladimir cộng với Azir. Irelia cũng rất là cần kháng phép băng vào. Đẩy xong cái lính trên top thì không dám đẩy quá cao vì sợ đối phương bắt lẻ. Căn bản là đồng đội tại cánh dưới chưa làm được gì ấy. Đâm quy vào với 4 stack, 3 stack mà thôi. Bị giật ngược trở ra, vẫn làm chậm được sóng âm trúng. Vô hình cước vào dứt điểm và kể cả cứu canh cũng chết cả mà thôi. Mạng thứ 8 cho rớt trong ván đấu này và lượng sát thương bây giờ nó là hơi khó tính toán. Bước lỗi bên phía bên kia, bước lỗi một phát thôi anh em ạ. Đâm quy và đánh tay từ nhà trường là chết. Pha băng vào đến từ chiêu cuối ngộ không, chiêu cuối được dùng đến từ Irelia của rớt, bắt đầu bị đẩy ngược trở ra, bị mất nỏ tử thủ và lên bảng đếm số rất nhanh sau cú kiệt sức của đối phương. Kai'Sa băng vào vét được một mạng của Lucian, vét được mạng thứ hai của Gory, vét được mạng thứ ba hay không thì không chắc bởi vì ngộ không khá khỏe.
Cánh còn lại thì Vladimir đến, chiêu cuối còn đấy thì Vladimir dính sóng âm rồi, còn lặn bể máu, đang đi bộ theo những sát thương đấy thì Vladimir là khá hạn chế cho tình huống này. Zac vẫn còn e, thậm chí Zac quay lại vả luôn, đấm luôn, chơi Vladimir 1-1 không hề ngần ngại. Máu độc nổ hồi lại một ít máu dành cho Vladimir. Tình huống giao tranh dưới trụ và dẫn đến bối cảnh là 3-2, hơi lỗ nếu tính mạng Retaglass là 3-3. Nhà W sang ăn bùa đỏ, Zac đang gồng súng cao su hất tung hai người, không chính xác là hất tung cả người lẫn bùa đỏ nữa. Này này này, tách đối phương ra khỏi bùa đỏ. Lee Sin có bùa đỏ, còn Zac thì có mạng. Cú dịch chuyển được dùng đến từ rớt với chiêu cuối chưa hồi kịp, chỉ là dịch chuyển ra để defend wave mà thôi. Với áp lực đến từ hai thành viên đối phương đang trên bảng điểm số thì rớt đang thậm chí có ý định bằng trụ sát thương đốt là khá nhiều, nhưng đó là chưa đủ. Gồng W sát thương không đủ đến từ rớt để dứt điểm đối phương trước khi còn Vladimir nó chết và cứu cánh giúp cho một thành viên bên phía team 2 vẫn sống sót được. Xong các vừa cướp tầm gần hộ thể ra bị trụ bắn quá đau và lên bảng thèo chết ở đây. Đó là ba người bắt đầu có dấu hiệu throw rồi. Kai'Sa vẫn đang cố gắng bắn, Kai'Sa tốc biến, Kai'Sa thả diều và Kai'Sa có mạng cùng với Zac là 3-4 các bạn ơi. 18 phút rồi anh Hà lại ra mid đánh Aram à. W trúng phát là chết đấy. Ra mid Aram cái nhẹ anh em ạ. Mà Kai'Sa này khỏe rồi, Kai'Sa này quá khỏe rồi. Chỉ là rớt nãy giờ chết tới mạng thứ tư rồi đó. Từ 6-1 lên 8-4 là chưa hẳn là một game đấu gọi là snowball quá mượt, nhưng mà đại loại đánh rank thì cứ đánh thôi anh em. Sứ giả thứ hai của ván đấu đang còn lại khoảng chừng vài chục giây nữa, và liệu rằng Zhu Han có ăn nổi hay không? Lại một mình Zhu Han chắc ăn không nổi. Quyết định ăn cua. Còn khoảng chừng 30 giây anh em nhé. 30 giây với 13.000 máu. Có Pantheon ở đây chắc là ngộ không ăn không nổi. Lee Sin có đang chạy ra nữa. Chắc là phải bỏ thôi. Cú dịch chuyển được dùng đến từ Zac lên khu vực đường trên. Rớt không có dịch chuyển nha. Rớt không có dịch chuyển đang có ý định đẩy lẻ khu vực đường dưới. Vladimir cũng vậy. Cùng lắm đánh nhau cánh trên sẽ là 4-4. Còn tầm 10 giây nữa, 8 giây nữa đủ rồi. Đủ sát thương để ăn sứ giả trước khi nó biến mất khỏi bản đồ. Là sứ giả thứ hai và tranh tiền đã lên tới con số khoảng chừng hơn 7.000 tiền. Ngộ không nhà W bị dọi thấu kính trúng băng và hất tung hai người và Kai'Sa tung chiêu cuối chạy rất nhanh. Pantheon là người mất máu rất là nhiều, dựng E lên và sau đó lên bảng. Lucian của Sammy có mạng. Cánh còn lại thì tốc biến lên đâm quy và 4 stack đến từ rớt pha làm choáng đặt ra. Nó được né bởi một tình huống đai hỏa tiễn nhưng đâm quy hồi lại đánh tay thì không né được. Mạng solo kill rớt ở cánh đầy lẻ. Khi trở lại kèo đầy lẻ với một con Vladimir 06 như này thì nó không khác gì một con Rip cả. Một con Rip có tốc biến ạ. Với lượng sát thương tay đến từ rớt thì rớt đang có định ăn trụ trước khi mà con Azir xuống và Gori nhận ra vấn đề là đợt lính còn 7 con này nó giúp rớt hốt là bao nhiêu máu đấy ạ. Hút lại gần như là full cây. Nản, nhìn mà nản anh em ạ. Có giảm hồi máu thì có đấy nhưng mà căn bản là cũng không muốn chơi. Sứ giả hút vào trụ 2 và nó chỉ còn lại một chấm máu mà thôi. Tình huống solo vừa rồi rớt chỉ để mất tốc biến thôi nha, chưa mất chiêu cuối. Nhưng mà quyết định đến từ team là giật gian con rồng nguyên tố thứ 3 ván đấu nó sẽ tốt hơn. Con rồng 3 đấy sẽ là con rồng đất. Bên kia xác định là bỏ đi các bạn ơi. Đừng đánh các bạn ơi. Pantheon chiêu cuối ra đâm luôn này. Lee Sin đi bộ ra là ngon luôn này. Rồng thuộc về cho Kai'Sa và rớt đâm quy vào. Sau đó thì chuyển hướng đánh nhau với cú đâm quy vào tung chiêu cuối đời không. Đây đang bị chiêu cuối đến từ vị trí của Retaglass gây khó chịu. Rớt còn chiêu cuối đang cắn kè đâm quy và đánh tay liên tục. Zuhan tốc biến chạy với một chấm máu. Và người mất Baron, à nhầm rồng thì cũng không còn. Nhưng mà đó thì cũng 1-1 cũng khá nhẹ về mạng rồi. Tôi tưởng đâu Irelia nó đẩy chiêu cuối và đâm nát người chứ. Trời ơi, lướt ác các bạn. Trời ơi, cái gì đấy ạ? Một đòn đánh chí mạng cộng thêm đó là một pha solo kill xạ thủ đối phương rất đơn giản. Vladimir làm gì ở đây? Đánh tay suy vong làm chậm như thế nào đây ạ? Chiêu cuối đẩy vào đó là đâm quy và Zuhan còn ít máu đi ra đây làm gì đây? Tung chiêu cuối sau đó lên bảng. Và đó là pha bắt buộc phần lướt đai hỏa tiễn để rút lui đến từ Vladimir. Rớt đâm quy và đánh tay chí mạng hai đòn và đó là mạng dành cho Zeus. Cánh còn lại tôi không biết là diễn biến nó như thế nào. Nhưng có vẻ như các thành viên bên phía team 2 cũng đã gãy hết rồi. Gãy nát người đây hết rồi. Chỉ kịp trả lại một cái đĩa mặt trời mà thôi. Cú dịch chuyển được dùng ra khu vực hang Baron đến từ Zeus. Dịch chuyển vì nhận ra rằng team đang hơi low máu để có thể ăn Baron. Làm hết anh em ạ. Hai mươi phần trăm chí mạng, lâu lâu nảy chí mạng nhìn ảo nhở. Cầm cho mình đó là 4.000 tiền rồi, 3.900. Tranh tiền hai team thôi khỏi đếm anh em. Về đóng luôn cái vũ điệu tử thần đó. Vừa giáp vừa hồi chiêu vừa đam tay. Vừa có một cái đội tại giúp Irelia hồi máu cực kỳ lỗi nữa. Và check tiền thì các bạn thấy đang là tranh 15.300 so với 5.700 ạ.
sắp lên tới 10.000 tiền gạch. Top gap thế này thì chịu. Ngộ không của Zhuhang còn tranh thủ bóc cua. Với trừng phạt thì Zhuhang ăn được cua nhưng không biết có về được hay không. Lee Sin và Giáp quyết định không chơi. Cánh dưới thì Vladimir đang cố gắng ăn một vài con lính thì thấy đối phương có mặt ở đây. Lee Sin đang xuất hiện. Zhuhang dính làm choáng và đó là cú làm choáng khá ảo. Ôi nhưng mà giật tới giật lui thì ngộ không của Zhuhang lại chạy được. Pha hộ thể trước đó được dùng đến từ Lee Sin, nó chưa hồi kịp để có thể dứt điểm Zhuhang, nhưng đi qua tầm nhìn như thế này thì có fake đến sáng mai. Mới chạy đổi. Làm choáng hack nặng ác nhờ. Bây giờ trụ 3 khu đứng dưới sẽ là mục tiêu được tấn công với lợi thế về người cho team của Zeus. 4 đánh 5. Lại còn Baron và tiêu diệt ngộ không thì không mất bất kỳ tài nguyên nào quan trọng cả. Còn nguyên chiêu cuối anh em ạ. Đánh nhau to diễn ra khu đứng giữa từ Kai'Sa tạo giáp, bị Vladimir áp sát và lên bảng. Lucian của Sam đi đang bị thiêu đốt thì phải, nhưng sát thương là không đủ. Zeus bắt đầu đi tìm kiếm mục tiêu cho những tướng đâm quy của mình, nhưng đó là cú làm trắng trượt. Cánh còn lại đang có giao tranh. Nỗ Long Cước đẩy Gori về, Gori tốc biến múa một hồi thì tạo giáp không đủ nhiều để sống sót. Lee Sin sau ngâm vừa cước dứt điểm rất gọn gà. Nhưng Pantheon sau đó thì đã đâm sâu vào lên bảng và băng thẳng vào đến từ Zac, kích hoạt luôn cho mình tốc hành. Và đó là cú đâm quy dứt điểm xạ thủ đối phương cùng với W nữa. Solo kill xạ thủ đối phương đến từ Zac One Charm, làm choáng tốt đến từ Zac, đâm quy và đẩy chung cuối ba người. Lướt không ngừng nghỉ và double kill có cho Zac, bấm đồng hồ reset đòn đánh từ trụ. Đâm quy vào thêm một lần nữa nào. Đâm quy vào bị ngắt bởi chiêu cuối đến từ ngộ không, nắm bàn tay co giãn và quét sạch dành cho team Zac với cú dứt điểm của Lee Sin. Nát ngửa hết. 14.000 tiền chênh lệch. Đã xanh rồi là xử lý kỹ năng ghê nữa thì chịu. Không có một cơ hội nào lật kèo cả. Lại full cây rồi anh em ơi. Đúng là cho nó còn bổ xanh chắc nó lướt đến sáng mai. Game đấu có lẽ sẽ kết thúc ở đây mà Gori sẽ không làm được gì hơn nữa cả. GG. Rất đâm vào tự sát trong bể đá cổ và chiến thắng ở thời điểm phút 25 cho team Rớt. Check đam cuối game một chút anh em nhá. Nhà T1 chơi game kỳ lắm anh em ạ, 20 phút toàn check ra 4 đồ không à. Cảm ơn Nam nhá. Video này bạn hãy bấm like, nhấn đăng ký và bật thông báo để xem những video mới nhất trên kênh Văn Tùng nhé. Nếu thích video này bạn hãy bấm like, nhấn đăng ký và bật thông báo để xem những video mới nhất trên kênh Văn Tùng nhé. Ok, lượng sát thương cuối game mình tổng hợp đây các bạn ơi. 36.000, 37.000 Nam sau 24 phút ạ. Một cái chênh lệch rất là khủng khiếp ở tại khu vực đứng trên. Giữa Zeus cùng với player Vladimir. Và lệch tiền từ cuối game bạn thấy không? Lệch tới mười mấy nghìn tiền ạ. Lệch tới 11.000 tiền hơn ạ. Một game đấu Irelia khá là ok của Zeus. Và hy vọng là sắp tới thì sẽ có thêm nhiều giao án đường trên nữa của Zeus để mình có thể làm cho các bạn. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào các game đấu sau tại Rank Hàn nhé. Bye bye.